Hello, xin chào tất cả mọi người và lại là mình Phong Cận TV đây. Và ngày hôm nay mình đã thức dậy và đã phát hiện mình đang sống trong một hang động của hai anh em nhà zombie siêu ngáo ngơ. Và thế là mình đã phải thử thách một ngày sống cùng với gia đình zombie. Mình đã bị hai anh em zombie này bắt phải đi săn con người để ăn thịt như một con zombie thật sự. Nhưng mình đã sử dụng trí thông minh của mình để thần phục hai con zombie này, không để cho bọn nó hãm hại con người nữa. Hãy cùng xem Phong đã sống cùng và thần phục gia đình anh em zombie này như thế nào nha. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên lại để cho Phong một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Lưu ý video chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho bất cứ hành động xấu nào nha mấy bạn. Cùng vào video thế nào. Trời ơi, ngủ ngon dễ sợ luôn á trời. Hay ủa hôm nay cái nhà mình nhìn lại vậy ta? Ủa khoan từ, tính ra cái này đâu phải cái nhà của mình đâu. Mấy bạn ơi, tính ra là tự nhiên mình ngủ dậy xong nhà mình nó biến thành cái hang gì luôn rồi. Ủa, có gì bên đây vậy? Cái gì vậy? Nguyên một cái bộ xương người luôn. Trời ơi, tại sao nhà mình lại có bộ xương người? Chuyện gì xảy ra vậy trời? Ôi, trời, zombie. Ôi trời ơi, sao tự nhiên trong nhà mình lại có zombie vậy? Ôi, hang zombie kia, mày là ai? Tại sao mày lại bắt tao? Em trai, sao em trai? Sao thằng kia mình cứu nó về nhà mình xong bây giờ nó kêu là nhà nó luôn rồi em trai? Nó nhìn nó quẳng hốt quá anh trai, nó cũng zombie giống mình à. Ê, hai người kia, tính ra nha là tôi chỉ là con người bình thường thôi. Đừng có bắt tôi, đang thịt tôi nha, thịt tôi không có ngon đâu. Làm ơn thả tôi ra đi hai anh zombie đẹp trai. Ảo tưởng hả mày? Mày nhìn lại mặt mày kìa, mày là zombie mà. Ê, đừng lại gần tôi. Tính ra là ông cũng là zombie luôn á, ông kêu mà tôi zombie gì trời. Ủa, vậy tôi đâu phải là zombie, tôi là con người mà. Ủa, bạn, cái gì vậy? Ủa bạn ơi, sao tiếng cái mặt mình xanh lè, xanh lét vậy trời? Ủa cái gì vậy? Ủa khoan từ. Chẳng lẽ là mình ngủ dậy xong cái đầu bây giờ là mình biến thành gia đình zombie luôn rồi các bạn? Ủa, wow, mấy bạn ơi, vậy có nghĩa là hôm nay mình sẽ sống chung với zombie một ngày mấy bạn ơi. Trời ơi là trời. À, nếu như các bạn nào mà xem video mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mình sẽ thông báo cho các bạn biết nha. Đó chính là mình mới vừa tìm được một cái siêu năng lực rất là đặc biệt luôn. Đó chính là mỗi lần mà mình ngủ dậy các bạn thì mình sẽ gọi là phải sống chung với một gia đình của một cái con vật gì đó ở trong gọi là Minecraft. Và hôm nay mình đã được chọn sống chung với zombie mấy bạn ơi. Ồ, hàng gì cái da mình nó xanh lè xanh lét luôn nữa bạn. Trời ơi. Mất dạy em trai. Mình cứu nó ngoài kia, nó nằm ngất ngoài đất, mình mê vô thì nó gọi mình là con vật luôn em trai. Ê, tính ra là tôi xin lỗi hai bạn zombie đẹp trai. Được rồi. Ủa mà hai bạn tên là gì vậy? À, xin tự giới thiệu, tên chị là Timmy. À, ấy lộn. Trời ơi, nghe nhạc nhiều quá. Xin tự giới thiệu, tôi là zombie anh. À, zombie anh hả? Còn bạn này là ai? Tôi là em của thằng này, tên là zombie em. Mất dạy. Ủa khoan từ, tính ra ông là em mà sao ông kêu ông anh ông bằng thằng luôn vậy hả? Trời ơi trời, mấy bạn ơi, mấy bạn không được học theo cái con zombie này nha. Anh của mình lớn hơn mình là mình phải gọi anh đàng hoàng chứ không được gọi là thằng nha các bạn. Trời ơi trời. Ủa mà khoan, tính ra là zombie anh nhìn gọi là cơ bắp cuồn cuộn xấu muối dữ vậy. Ủa mà sao zombie em nhìn ốm nhơ ốm nhách vậy? Hả kỳ vậy? Cái gì kỳ vậy? Trời, tôi là xấu muối trời cuồn cuộn cơ bắp bởi vì tôi là người zombie thể hình á. Trước khi biến thành zombie thì tôi là một streamer. À, trước khi bạn biến thành zombie là bạn là một gamer hả? Trời ơi. Ồ, hóa ra trên đời này cũng có zombie tập game mấy bạn ơi. Ủa còn bạn là zombie gì vậy? Bạn ốm nhôm nhách vậy? Ok, trước khi thành zombie tôi là YouTuber nên là giờ tôi ốm nhôm à. À, bạn là YouTuber. À trời ơi, tính ra là cũng có zombie YouTuber luôn hả ta? Cái gì kì? Gì ghê vậy trời? Ok, thôi được rồi. Ủa mà mấy bạn ơi, tính ra là hôm nay á là mình gọi là phải sống chung với các bạn á thì zombie chúng ta phải làm cái chuyện gì mỗi ngày chị mình với? Ê em trai, sao anh thấy zombie này nó núp quá vậy em trai? Nó có luôn anh trai, cái điều cơ bản như của zombie là hình người nó cũng biết luôn anh trai. À, đúng rồi, tôi nói cho ông nghe nè, hôm nay á kế hoạch của chúng tôi vẫn giống như mọi hôm. Chúng tôi sẽ đi tìm con người ở cái làng bên cạnh á và ăn thịt, bởi vì bọn tôi là những cái con zombie rất thích ăn đầu người. Trời, cái gì mà đi ăn thịt người? Trời là trời, không được đâu bạn ơi, con người là bạn, không phải đồ ăn, đừng ăn thịt người. Trời là trời. Tào lao, em trai, tính ra là ăn con người á là món ăn sở thích của zombie của bọn mình luôn em trai. Đúng rồi anh trai, thằng này nó bị ngáo rồi. Thằng này nó ngáo hơn bọn mình luôn. Trời ơi trời, mấy bạn ơi, mình nói với bạn nghe nè, mình không có ăn thịt người đâu. Trời chết đó bạn ơi, mấy con zombie này bắt mình ăn thịt người bạn ơi. Nhưng mà mình cũng là con người mà. Hôm nay mình chỉ một ngày làm zombie thôi, mình đâu có dám ăn thịt người. Thôi được rồi mấy bạn ơi, mình nghĩ là mấy bạn nên chuyển qua ăn trái cây hay là cà rốt dưa hấu vậy, đừng ăn thịt người bạn ơi. Em trai, ý ngay là lần đầu tiên trong đời anh gặp một con zombie biết ăn chay luôn á anh trai. Zombie ăn chay hiếm lắm anh trai, không mấy bây giờ mình chỉ ăn người anh người anh trai. Không được đâu, mình chỉ ăn chay thôi chứ mình không ăn thịt người đâu. Thôi mấy bạn ăn mình mấy bạn đi, làm ơn. Không nói nhiều nữa. Thôi cái gì? Giờ tối nay á anh đã chốt rồi, anh là người to nhất trong này. Con zombie này không nghe lời anh quýnh nó phát chết luôn nè. Tối nay anh em mình vẫn thực hiện theo kế hoạch qua cái làng kế bên.
kiếm người ăn thịt. Còn tôi Zombie này cũng nghe theo ăn thịt luôn. Ơi đừng ăn thịt tôi, trời ơi chết rồi bạn ơi. Bây giờ mấy con zombie này nó bắt mình là phải đi ăn thịt người, nếu như mình không làm theo nó là nó sẽ ăn thịt mình luôn. Cái gì vậy trời ơi, trời ơi tại sao lại chọn biến thành zombie một ngày vậy trời. Ơi được rồi, mất dạy lần sau không được gọi là mấy con zombie, phải gọi là mấy anh zombie. Thôi rồi được rồi, mấy anh zombie được chưa? Chết rồi giờ sao trời. Vậy giờ phải đợi đến tối hả mấy anh? Ờ đúng rồi, phải đợi đến tối bởi vì zombie của chúng ta có một cái đặc tính rất là hay nha. Ra nắng là bị cháy liền rồi nên đợi đến tối đi. Ok, đúng rồi, chết rồi bạn ơi. Zombie mà ra ngoài trời á là sẽ bị cháy, cho nên là bây giờ chắc mình phải núp trong hang luôn bạn ơi. Không ra ngoài được rồi. Vậy đợi đến tối thôi. One eternity later. Hey, trời em trai, ngồi chờ từ sáng giờ mới tối á. Hôm nay trời đẹp ghê mà hôm nay trai. Đúng rồi anh trai, bây giờ mình thích hợp để đi săn người anh trai. Ủa rồi, hôm nay mình thích hợp săn người á. Vậy hai 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 anh ơi, vậy là rốt cuộc là bọn mình phải đi bắt con người để ăn thịt thiệt á hả? Em trai, sao con zombie này nó hỏi gì nó ngu ngốc vậy em trai? Mình không đi bắt người ăn thịt thì mình lấy cái gì ăn để mà lớn trời? Đúng rồi anh trai, thấy nhìn hỏi ngu hơi nhiều anh trai. Ôi hai 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 anh ơi, tính ra em thấy trên đời này có con bò nè, con gà, con vịt đó, nhiều món ăn lắm mà sao mấy anh không ăn, mấy anh ăn thịt con người làm gì? Anh trời em trai, tính là từ bấy giờ anh chưa thấy thằng nào nó chọn ăn mấy cái đồ ăn mà gọi là hai đẳng như vậy luôn em trai. Mình là zombie thượng đẳng, mình phải ăn con người chứ. Trời ơi trời ơi, không được ăn bưng hẹn vậy. Bây giờ mình làm gì giờ mấy anh? Ờ, còn làm cái gì nữa? Hôm nay là một đêm trời đẹp nè. Ta nói cho mi biết là chưa bao giờ loại zombie của ta được đi săn vào một đêm đẹp như vậy luôn. Chắc chắn đêm nay là chúng ta phải làm việc có kế hoạch và phải thật thu hoạch thật là lớn đúng không em trai? Đúng vậy. Ủa đúng rồi. Vậy giờ phải làm sao? Bây giờ chúng ta phải rình rập chờ xem có con người nào đi qua, chúng ta sẽ đếm 1, 2, 3 lao ra bắt nó thôi chứ còn làm gì nữa trời. À ok ok, vậy giờ đứng đây đợi hả? Trời ơi chết rồi bạn ơi. Đứng đây đợi gì, núp vô. Hy vọng là trong làng Hero Team sẽ không có ai đi chơi đêm vào buổi tối, không thôi gặp zombie là xong luôn á. Ê ôi trời, ta trời gió mát quá à, thôi đứng đây không gió đúng thích luôn á trời. Trời chết rồi bạn ơi, bà cá mui. Trời mình mới chắc cái thôi bả ra ngoài thiệt luôn kìa. Trời ơi, anh trai anh thấy đó, con nhỏ này được á, hai cái chân nó bự á, ăn một tuần luôn hết đâu em. Anh trai bây giờ mình săn nhỏ đi mà nhớ chừa em hai cái đùi giò kỳ lạ đó nha. Trời ơi anh chừa em hai cái đùi luôn, anh lấy cái người được rồi. Rồi bây giờ em trai, ê thằng zombie núp đây dạ. Nghe kỹ nè, anh em ta hôm nay phải làm một kế hoạch nha, nghe đó hiệu lệnh nè. Ta đếm từ 1 đến 3, sau đó lao ra tất cả cùng, mỗi đứa tóm chân. Rồi em trai tóm hai cái tay nè, anh tóm hai cái chân à, còn thằng núp này tóm cái đầu nó nhớ chưa? Dạ chết cả mui rồi. Ok em trai, vào vị trí nè. Ôi nó đang chung, ôi nó đang quay lưng kìa, không để ý kìa. Rồi tốt rồi, nghe đến nè. 1, 2. Ôi cá mui chạy đi, cá mui chạy đi. Cái gì vậy? Chạy đi trời. Em trai cái thằng zombie này hình như là nó không được đi học hay sao, anh đếm đến 2 nó ra luôn rồi. Trời ơi may quá bạn ơi, may mà mình nhào đến mình đuổi cá mui chạy kịp, không thôi là hai con zombie này nó bắt bà cá mui rồi. Mất dạy ơi, nó lại gọi mình là con tiếp vậy em. Dạ rồi em xin lỗi hai anh zombie đẹp trai được chưa. Nhưng mà hai anh ơi, cái bạn hồi nãy mày nó chạy vô nhà mất tiêu rồi, thôi là hay à, bây giờ bọn mình được ăn thịt người đó mấy anh. Ê zombie nó bơi, ngày xưa mày có được học trước khi mày biến thành zombie không vậy? Em ngày xưa em học hết cấp 3 luôn á mấy anh. Học hết cấp 3 mà sao ta đến với hai mày đã lao vậy? Trời thì bởi vì là em không muốn mấy anh ăn thịt người đâu, ăn thịt người là xấu lắm, không được đâu. Bây giờ em chỉ cho mấy anh cái này hay hơn nè. Đây đập này nè. Đây nè, anh thấy không? Ở chỗ này mình có nguyên cái chuồng bò to đùng luôn nè. Tại sao mình lại không ăn thịt bò? Nếu như mấy anh không biết nha, thì con người bọn em á là có món thịt bò BBQ ngon lắm, thịt người ta gọi là thịt nướng á. Bây giờ mấy anh muốn ăn không? Em sẽ làm thịt cho mấy anh ăn, chứ mấy anh đừng ăn thịt người, làm ơn ơi. Anh trai. Cái gì em trai? Tính ra từ nhỏ tới lớn em có thấy zombie nào ăn thịt bò đâu anh trai. Mà cái thằng zombie này nó kỳ lắm anh trai. Nên nó kêu là con người chúng em ăn thịt bò mà trong khi đó là zombie mà ta. Thôi mấy anh không cần quan tâm đâu. Nhưng mà em nói mấy anh nè, đừng có ăn thịt người nữa. Bây giờ nè, để em ra ngoài chợ em mua thịt bò về làm cho mấy anh ăn được, có được không? Trời, nó không rồi em trai. Nó không thiệt rồi anh trai, tính ra bây giờ mình lại zombie, mình ra ngoài chợ thấy là chả trơn rồi, lấy đâu ra bãi cho nó. Đúng rồi, chờ cảm biết có là con người đi chăng nữa thì có ai mở cửa hàng vào lúc nữa đấy không thật không? Vậy giờ mình kiếm đâu ra thịt bò cho hai anh bây giờ? Tào lao. Ôi mày tính ra ăn thịt bò đâu có gì ngon đâu ta em trai. Tính là hồi trước khi bị biến thành zombie á, anh em mình ở trên rừng trên núi toàn ăn rắn ghét không à. Ê ăn rắn không mày? Thôi em không ăn thịt rắn
đâu, em chỉ ăn ăn thịt bò thôi. Bây giờ em ra chợ em mua thịt bò cho mấy anh. Ai mua cái con khỉ gì? Thôi bây giờ đây con mới con bò này lấy đài đi. Với cả zombie á thì người ta gặp con người người ta rất là ghét. Mà ra đi người ta ném cho cái cục gạch vào đầu á. Coi chừng á. Lấy đài đi em trai. Ủa vậy là bây giờ mình phải giết mấy con bò này hả? Ê mấy anh ơi đừng giết hết nha, chừa lại hai con mấy anh ơi, để cho người ta nuôi nữa. Ê tính ra là zombie mà lại còn phải chừa lại nữa, giết hết em đây. Đừng giết giết luôn. Rồi ok, rồi thu hoạch được quá trên hết thịt này. Ê ơi, bây giờ phải mang về ăn này. Ơi rồi đi về chừa cho ta mấy con bò ta nuôi nữa mấy anh ơi, mấy anh ác quá. Ê trời ơi bạn ơi, tại sao tự nhiên sống chung với mấy con zombie này làm gì vậy trời, khổ quá. Rồi về đây. Mất dạy em trai nó ơi, còn mình bằng con tiếp kìa. Rồi mấy con zombie đẹp trai. Mấy anh zombie đẹp trai được chưa? Trời ơi. Vậy không nghe được. Hay trời ơi thịt bò thơm quá, hai anh zombie ơi, hai anh đợi tí nha, thịt bò sắp chín rồi, để em nướng cho hai anh ăn nha. Em trai, thằng này nó nướng cái gì mà thơm quá vậy em trai? Đúng rồi, nhìn thơm quá anh trai, trời lần đầu tiên em nghe có cái mùi thịt thơm vậy luôn á. Trời ơi, từ 7 đến giờ chưa ai ngửi cái mùi nào thơm vậy luôn á. Tất nhiên là thơm rồi, bởi vì đây là thịt bò BBQ nướng của con người mà, ăn rất là ngon luôn nha. Chứ mấy anh ăn thịt người á, trời ơi trời, máu me không à, ghê lắm, đừng có ăn thịt người nữa, để em làm thịt zombie cho. Em là thịt bò cho mấy anh ăn. Ok nè. Ấy là chính nè, chính nè. Đây em có hai miếng nè, cho zombie em một miếng nè, rồi zombie anh một miếng. Ăn thử đi. Thử đi. Ủa cái này ăn sao anh chay? Cái này sao ăn được? Em mà tỉnh ra nè. Có zombie lúc người ta nói mà nghe nè. Tính ra từ hồi đó giờ á, mày nhìn cái thân xác tao ơi. Ờ mày nhìn thân xác em tao ơi. Mày nghĩ sao mà cho mỗi thằng có một miếng vậy? Rồi được rồi, đây em cho anh thêm một miếng nữa, còn em một miếng này được chưa? Rồi anh hai miếng. Vậy mới được. Rồi ok. Rồi bây giờ ăn thử đi. Ăn thử đi, ngon lắm, ăn thử đi. Em trai, ăn cái này cũng đau bụng, em trai, thơm quá trời quá đất luôn nè. Bi đâu anh trai. Ôi, ăn thử đi. Rồi, ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ. Trời ơi, em trai ơi, từ 7 giờ chưa bao giờ ăn cái nào ngon như em trai. Hay là thằng này nó pha cái gì vô rồi. Trời ơi, thằng anh trai nó pha thịt người vô cho mình ăn rồi. Ngon đúng không, ngon đúng không. Trời ơi, nói thiệt mà, nói quá đúng mà đúng không. Thịt bò rất là ngon luôn, ăn cực kỳ ngon. Cho nên là em nói hai anh này, nếu hai anh muốn á, ngày nào em cũng làm thịt bò cho hai anh ăn luôn. Chỉ cần là hai anh đừng có ăn thịt người nữa, được không. Ôi em trai, anh nghe cái này hợp lý á. Món này ăn vừa miệng đấy, mà ăn ngon ghê đó. Ê, anh bán gì vậy em trai? Bây giờ mình về chỗ nhà kho cũ của mình á, mang hết rắn với rết, mang đổi cho nó đi lấy thịt bò ăn được không em trai? Được rồi. Em bây giờ á, em không cần đổi đồ gì đâu. Bây giờ hai anh chỉ cần hứa với em là đừng ăn thịt người nữa, thì em sẽ mua thịt bò cho hai anh ăn mỗi ngày. Mà khoan từ, tính ra nhà mình cũng đâu có giàu gì đâu mà có tiền mua thịt bò ta. Giờ sao trời? Nhưng mà nếu như mình muốn hai con zombie này không ăn thịt người nữa thì mình phải có thịt bò cho nó. Bây giờ sao ta? Ủa mà hai người có tiền không? Nếu có tiền thì mới mua thịt bò được. Có tiền cái gì em trai? Ủa cái tiền là cái gì vậy? Ủa phải biết đâu? Tính ra hai người không biết tiền là gì hết hả? Tiền á là cái đồ, để cái tờ giấy mà người ta dùng để mua để mua đồ á, biết không? Lấy em trai. Hình như là thằng zombie nước mày nó bị khùng rồi em trai. Tối giờ đây mình có mua đồ đâu, mình đến mình ăn người ta luôn chứ mua cái gì. Ê nó mày gì ghê vậy, đến ăn người ta luôn chứ không thèm trả tiền luôn hả, gì nghe ghê vậy. Ôi trời, đúng là zombie đi ăn thịt người mà. Thôi vậy tôi nói hai người nghe nè, không có tiền á là không bao giờ mua thịt bò được đâu. Vậy bây giờ là không có tiền, vậy hai người có vàng không? Ủa vàng là cái gì vậy em trai? Trời, vàng là gì em trai? Vàng là cái cục mà nó vàng, có màu vàng vàng á. À hỏi em trai, thằng này nó hỏi nhà mình có cái cục vàng không, tính này là một ngày ăn mấy bữa luôn á. Anh toàn để vàng của anh ở chỗ khác, là có lấy vàng của tôi không? Tính ra là cục vàng là có hai loại nha. Một là cái cục vàng, là cục vàng có giá trị, là cục vàng nó đắt tiền. Hai là cái cục vàng nhưng mà cục vàng mình thải ra từ trong người ra. Tôi không có cái cục đó đâu nha. Hai người có cái cục vàng mà nó giống như cái cục sắt á, có không? Anh trai, anh trai. Ủa cục sắt? Ủa? Hình như nó nói tới cái cục vàng ở trong cái nhà kho mà lúc mình chuyển qua đây anh trai. Ủa mấy cái thằng lúc này nó lấy cái cục vàng ấy làm chi trời. Tính ra là cứ mỗi lần bọn mình đi săn ở trong rừng về á, anh thấy mấy cái cục nó đẹp anh cầm nó về để anh lót rồi à. Ủa ngay đứa mày. Ủa vậy? Ừ. Hai người tìm thấy vàng á. Ừ trời ơi. Tính ra hỏi mấy cái cục đá gì bọn tôi che để đun bếp với lò ở trong này đây nè. Nè, đá trong này nè. Cái gì cục đá gì đâu, đi ra coi. Trời. Cái gì vậy? Tại sao mà hai người nhiều vàng vậy? Trời. Ủa hai người, tính ra hai người không biết cái này là cái cục vàng có giá trị luôn hả? Không, để chân đẹp chui ơi. Trời, để chân hả? Trời. Tính ra là mấy con zombie này nó ngu quá bạn ơi. Trời, tự nhiên vàng người ta đem, người ta đổi, người ta lấy tiền, người ta ăn, hai zombie này nó không biết cái đem về nhà bỏ hôm nay nó chân cho đẹp các bạn ơi. Ủa, ê, hai anh zombie ơi. Vậy là hai anh là trở thành đại gia zombie rồi á. Tôi nói hai anh nghe nè. Với cái đống vàng này ha, bây giờ là tôi sẽ đem đống vàng này tôi đổi thành tiền. Sau đó ha, tôi sẽ mua cho hai anh một căn nhà biệt thự thật là to. Tiếp theo nữa tôi sẽ kêu cái bà bán thịt bò gần nhà tôi á, mỗi ngày sẽ đem đến gọi là mấy tấn thịt bò cho mấy anh ăn mỗi ngày luôn, chịu không? Anh thích cái đống cục vàng này quá em trai, anh sưu tập mãi mới được, bây giờ nó xin mình có cho không em trai?
Trời ơi nè, tôi nói hai người nghe, hai người là zombie, hai người cũng đâu có xài vàng làm gì đâu. Giờ cho tôi đi, tôi sẽ mua cho hai người một căn nhà với lại là chu cấp thức ăn cho mọi người hàng ngày, chịu không? Ai nó chu cấp thức ăn cho mình là mình ta không phải đi săn con người nữa em trai. Đúng rồi. Đúng anh trai. Hai người sẽ có thịt bò, hai người sẽ có thịt bò ăn mỗi ngày mà không cần phải gọi là đi săn con người nữa, hiểu không? Đó. Ấy nhưng mà không được em trai. Tính ra là mấy cái cục thịt bò này mình nó cho mình thịt bò nhưng mình đâu có biết nướng đâu. Bắt đầu nướng mới ngon đúng không em trai? Anh trai. Ai được rồi. Ờ đúng rồi. Vậy giờ tôi thuê đầu bếp cho hai người luôn, chịu không? Ủa đầu bếp là cái gì vậy em trai? Đầu bếp là cái người mà người ta nấu ăn á, nhưng mà với một điều kiện là hai người đừng có ăn luôn ông đầu bếp là được, hiểu không? Ủa ông đầu bếp có ăn được không vậy em trai? Thôi được rồi. Thôi chết rồi các bạn ơi, mấy con zombie này nguy hiểm quá. Thôi được rồi, để tôi kêu người ta nấu đồ ăn xong ta đem qua sẵn cho mấy ông luôn. Thôi mấy ông lại ăn luôn đầu bếp của người ta luôn là chết luôn á. Thôi à, để tôi. Giờ tôi đem hết mấy cục vàng tôi đi mua nhà cho mấy ông nè. Trời ơi, đảo quá bạn ơi. Thôi lấy đi. Ten. Ta da, xin giới thiệu với hai người. Đây chính là một cái ngôi nhà rất là đẹp, có cả vàng PC 100 củ ở trong kia luôn. Tôi mới mua cho hai người á. Bây giờ hai người có thể sống ở chỗ này rồi. Mà quên. Anh trai. Cái gì em trai? Nó mua nhà bằng vàng luôn kìa. Hình như nó lừa mình sao nó có nguyên một cái nhà bằng vàng luôn, nó xin mình vàng chứ ta. Tào lâu, cái nhà này nó màu vàng chứ không phải nó bằng vàng, mấy ông hiểu không? Với lại là cái nhà này là nhà của anh tôi á, anh tôi tên là Mr. Dịch á, ảnh bán lại cho tôi cái nhà này tôi cho mấy anh á. Em trai. Sao anh trai? Dịch là cái gì của anh được không vậy em trai? Thôi, mấy ông tính ăn anh tôi luôn hả? Thôi được rồi, thôi đừng có ăn gì nữa, tôi mệt mấy ông quá. Đây, ở bên đây à, tôi không chỉ là chuẩn bị trong cái nhà không đâu nha, mà ở đây tôi chuẩn bị trong thêm cả nguyên một mấy rương thịt bò luôn ấy. Wow. Giờ mấy ông cứ ăn thoải mái. Nếu như mấy ông hết á, mấy ông cứ kêu tôi sẽ đem đến thêm cho mấy ông. Đó, rất nhiều thịt bò luôn, hiểu không? Thôi, nó lừa mình tiếp rồi em trai. Cái thịt lúc nãy bọn mình ăn thịt màu nâu mà nó đưa thịt màu đỏ sao trời? Ừ đúng rồi. Tại vì thịt này là thịt nó chưa có nướng lên, tí nữa tôi nướng cho mấy ông được chưa? Rồi qua đây. Đây, ở bên đây nữa nè. Bên đây tôi có mua cho hai ông mỗi người một chiếc siêu xe nữa. Chạy thử đi. Ủa em ơi, chạy siêu xe là cái gì vậy? Ủa sao chạy được vậy? Siêu xe là chạy được hả? Tôi mua cho hai người. Ê cho pin nước mày. Mày nhìn cái người tao với cái xe này có giống nhau không trời? Thôi chạy đại đi, cái xe này nó cũng mạnh mà, chạy thử đi. Ok. Thôi chạy thử nha. Trời ơi. Yeah, anh em tao đã xem bò rồi, tụi zombie xem bò. Yeah. Ok rồi các bạn ơi, vậy là mấy con zombie đã trở thành zombie racing boy rồi các bạn ơi. Đấy. Rồi ok bạn ơi, vậy là hôm nay mình đã hoàn thành được xong một ngày sống cùng gia đình zombie các bạn ơi. Hai anh em zombie này thiệt luôn, mình sợ hai anh em zombie này ghê luôn các bạn. Hay không biết rằng là trong những tập sau thì mình sẽ gọi là sống chung với gia đình gì nữa đây. Nếu như các bạn muốn mình sống chung với gia đình tình gì, mấy bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Bạn hãy thử đoán xem trong tập sau mình sẽ sống chung với gia đình gì nha các bạn nha. Ok. Rồi, còn bây giờ thì mấy anh zombie cứ lái xe thoải mái nha, nhưng mà nhớ hứa tôi là không ăn thịt người đó nha. Nhớ nha. Ê, trời ơi, xe đi thích quá. Trời ơi, tao cho ba đồ ăn lên đây. Trời ơi, trai em lại nói một hồi hay ăn luôn thằng này đi. Ê, cái gì? Thịt bò kia đừng có ăn tôi, trời. Mày bò đây, lại lên. Ê, không giỡn nha. Ok. Và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả thành viên của Hero Team đăng ký hộ cho mình nha mọi người. Anh công an ơi, có hai con zombie đang thịt em, anh công an ơi. Cứu em với anh công an ơi.